Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với trận đấu ngày hôm nay, chúc anh em có một ngày trời tốt lành nhá. Hôm nay thì mình lại quay lại làm thử thách đây. Và đặc biệt là để đề phòng những pha xử lý mù mắt người xem, thì mình đã mang cái trang phục ướt át này vào tẩm bổ mắt của anh em trước. Có gì tí mù mắt thì anh em cũng không bị làm sao, đúng không? Ê, nhưng mà nhớ là đừng đeo kính râm nha. Tháo kính râm ra, chưa mù mắt đâu, đang cái giai đoạn bổ mắt mà. Hôm nay thì mình vừa mới nhặt được cây M60. M60 thì hình như là mình chưa làm hay sao ấy. Làm chưa ta? Hình như là chưa anh em ạ. Vậy nên là mình sẽ làm luôn cây này nhá. Anh em đặt ra nhiều thử thách quá, đâm ra là mình bị loạn anh em ạ. Người thì yêu cầu súng nhiệt, người thì yêu cầu súng lục, xong có người thì yêu cầu thôm sơn, vân vân rồi mây mây. Mà được cái hay ở chỗ là mỗi người yêu cầu một thử thách khác nhau, nhưng mà anh em đều có một cái chung, đó là muốn cái video ngày mai mình đăng là cái thử thách mà anh em ra. Đấy, nó khó. Bây giờ có bao nhiêu người ra thử thách cho mình mà ai ai cũng muốn là ngày mai thử thách của mình được thực hiện, thì làm sao mà được. Nên là cái gì thì cái, từ từ rồi mình sẽ làm nhá. Đừng vội, vội là không được đâu. Ui, có người anh em ơi, có người. Này thì ninja này, ninja mà gặp béo vàng thì cũng lác mắt hết. Cái bộ trang phục này mà bỏ được cái bình nước với lại cái ống nước xung quanh chân kia thì có phải đẹp không? Chắc là những cái video lần sau thì mình sẽ không làm về cái bộ trang phục này nữa đâu. Mình chỉ lo cho anh em trong kênh của mình bổ cái này lại mất cái kia. Bên kia có người. Mà cái được thì nó lại ít hơn cái mất. Nên là thôi nhá. Anh em nào mà muốn ngắm thì cứ nhận bộ trang phục này về rồi mà ngắm. Còn chưa biết cách nhận ấy thì xem lại cái video ngày hôm qua của mình. Đấy, mình có nói sơ qua trong đấy. Cũng không khó lắm đâu, dễ lắm. Bạn lòi ra đây. Lòi ra. Đúng rồi, lòi ra. Nào. Cái đầu. Cái đầu. Yeah. Mình xin nhá. Đấy, lại thêm một kill nữa rồi. Bắn gần thì mình còn thua, chứ còn bắn xa thì chưa chắc đâu nhá. Hôm nay các bạn đang leo danh anh em ạ, nên là tìm người hơi khó. Chạy mỏi cả chân rồi mà không thấy ai. Mà có khi là các bạn thấy mình, các bạn cũng không bắn cơ. Tại vì là nếu mà bắn mình ấy, chẳng may mình lên mình săn thì sao? Có phải lại tụt danh không? Nói đến tụt danh mình mới nhớ là mấy hôm trước mình đi leo đại trận tướng anh em. Toàn gặp mấy thanh niên có siêu năng lực. Nào là đứng ở trong tảng đá bắn ra ngoài, nào là đứng một chỗ bắn xuyên cả bản đồ. Xong rồi, có cả cái siêu năng lực đó là mình đang đứng thủ ở trên cầu thang nhá. Đùng gái bạn ấy lên đúng cái chỗ mình đứng luôn. Vãi lòng. Ôi sát. Ôi, nghĩ mà nó thốn chứ. Ui, có người này. Này thì ngồi này. Mình xin nhá. Bên kia còn người đúng không? Mà không biết là làm thử thách M60 lấy top 1 dùng xe giết người thì không biết là có việc gì hay không. Ui, hơi mù mắt anh em ạ. Ê, bướng à? Này thì bướng này. Thấy xe thì còn không nấp vào gốc cây, lại còn đứng ra giữa đường đọ súng với xe luôn anh em ạ. Lần đầu tiên mình thấy con chàng mà ngầu tới mức đấy. Thôi, ra làm trận mới nha. Tầm này chắc là trừ không nhiều đâu, mười mấy điểm nữa à. Bạn này cũng không có đồ gì nhiều anh em ạ. Có mỗi cái súng nhiệt với lại cây M1887 thôi. Có người. Làm gì mà giật ghế thẻ bạn. Vừa thấy bạn ấy chạy qua gốc cây xong rồi giật một cái về gốc cây luôn. Quá ghê. Chắc nó lag đây mà. Bắn ai đấy nhở? Ui, nhìn từ trước ngon thế. Này anh em này, nhìn đi. Đấy, sướng chưa? Thấy đẹp không? Nhìn từ trước ngon thế. Này anh em này, nhìn đi. Quá đẹp ấy chứ. Mình mua skin quái thú biết bao nhiêu tiền, không đẹp sao được. Ây da, vào chảo nhiều thế. Cuối cùng thì cũng xong. Cái X4 ấy, nhiều khi địch mà dùng cái chảo để che mông ấy, bắn toàn vào chảo thôi anh em ơi. Dã man. Công nhận là nhiều khi mình thấy cái X2 có khi nó lại ngon hơn X4. Vừa kéo tâm dễ, lại ít khi bị bắn vào chảo. X4 tuy là nhìn rõ thôi, chứ nhiều lúc bắn nó toàn bị vào chảo không anh em ơi. Nó cứ kêu con, ức chế lắm. Ngày xưa thì mình cũng có chia sẻ với anh em về cái mẹo mà hạn chế việc bắn vào chảo rồi.
Đó là khi mà anh em bắn 1-2 viên vào chảo ấy, thì anh em kéo cái tấm xuống dưới thì nó sẽ vào chân nhiều hơn, thì địch sẽ mất máu nhiều hơn. Cái này ấy, thì chỉ áp dụng khi mà địch đang quay lưng về phía mình thôi, tức là cái chảo nó đang hướng về mình, hoặc là cái con dao hay cái kiếm đang hướng về mình. Đấy, thì lúc đấy anh em mới kéo xuống chân. Còn bình thường thì nếu mà địch chạy ngang hay là địch chạy thẳng về phía mình thì cứ đầu mà kéo thôi. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao mà quay lưng về phía mình lại không kéo lên đầu, đúng không? Tại vì khi quay lưng về phía mình ấy, thì cái việc kéo tâm ấy nó khó cực kỳ. Anh em nào đã từng học kéo tâm và bây giờ vẫn đang kéo tâm thì anh em sẽ biết thôi. Địch mà quay lưng về phía mình ấy, kéo khó lên cực kỳ. Các trường hợp nó lên ấy, thì rất là ít thôi. Nên là tốt nhất là cứ kéo dưới, bắn được tí đam nào thì hay tí đam ấy. Biết đâu lại được kill thì sao? Tại vì lúc ấy địch đang chạy xa mình mà, không nhanh là địch chạy mất tầm mất, mà chạy mất tầm rồi thôi, mất kill luôn. Bo thua này. Chúng ta còn có 8 người, 7 người. Đi solo mà leo danh có vẻ nhàn nhờ. Có người như cổ điện kìa. Yếu này. Ui. Ui. Trâu thế nhờ. Mình bắn không biết bao nhiêu là viên đạn vào người mà bạn ấy không gục. Tưởng băng mới sợ chứ. Ây à, tưởng băng nhiều đấy. Nhưng mà bạn có chạy bo hay không? Bo thua rồi bạn ơi. Ui, trước mặt lại có cái bom cây màu trắng nữa cơ. Hai anh chàng này đang công nhau. Hay lắm bạn ơi, cố lên. Mình cover cho. Bạn gì ở bên dưới ơi, công lên đi. Mình cover rồi. Yếu lắm rồi, một máu. Ui, vũ hồn chim én. Phía trên có người đang cover địch. Giải quyết hai chàng trước. Xong một này. Đây đây bạn ơi, đúng rồi, chạy bo đi. Xong hai này. Yeah. Còn mỗi một người vừa bắn mình thôi. Nhà gỗ à? Mình thấy rồi nhá. Chạy đâu? Yếu nhá. Nấp nhanh nhá bạn ơi. Làm hòa nhá bạn. Vào bo trước nhá. À, lòi lòi. Lòi lòi thì giải quyết trước. Ok. Dám cả khịa mình thì ra là bạn chọn cái chết. Vào bo thôi anh em. Thính này. Ui, còn có 3 người kìa. Nhưng mà không sao, dù sao thì mình cũng được 8 kill rồi. Bo này mà còn có 3 người thôi á. Trời ơi, có vẻ khá nhàn nhờ. Chẳng bù cho cái lúc mình đi danh team. Bo này còn tầm 20-30 người. Bo cuối vẫn còn 10+ người anh em ạ. Dã man. Đúng là lúc leo danh thì đi đâu cũng gặp người. Đến lúc đi làm clip cho anh em xem, tìm mãi chẳng thấy người đâu. Cuộc sống mà, chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Khí cầu thả đồ này. Nhưng mà mình đâu cần gì đâu. Mình có 4 trái bông keo rồi mà. Giờ thì đi tìm người và giết nốt hai anh chàng còn lại thôi. Lấy top thôi. Đây rồi. Đi đâu bạn ơi? Ý, bông keo nhanh ghê ta. Bo kìa, chạy bo đi, đúng rồi. Ui, ui. Có một anh chàng ngay gốc cây anh em ạ. Ui, quần máu mà cũng đẹp nữa cơ. Đề nghị đến đoạn này anh em che mắt lại không xem nha. Ây à, nấp nhanh đấy. Yếu nè. Bom keo rồi. Ui, anh chàng bên kia giết rồi. Ui, trời ơi, mình vuốt được một viên vào đầu rồi. Mà bạn ấy không chết. Mà cũng không thể chết cái pha vừa rồi được. Tại vì là có 73 máu à. Với lại mình mới bắn được có mấy viên. Chết làm sao được. Thôi chờ thôi. Còn mỗi anh chàng nó thôi mà. Ế, góc nghiêng thần thánh này anh em. Anh em thấy cây súng của mình nghiêng nó có đẹp không? Ây à, chạy lẹ thế không biết. Đấy, mình cho anh em tiếp tục xem góc nghiêng nhá. Góc nghiêng bổ mắt. Lòi ra. Bắn hơi nhiều. Bắn hơi nhiều rồi nha. Bắn gì ơi? Bắn đi nè. Chạy bo á. À, định tiếp cận mình. Nhiều bom keo ghê nhở. Nãy giờ mình thấy bạn ấy ném khá khá rồi đấy. Đúng rồi, chạy bo đi. Mình có gốc cây này khá đẹp rồi. Đi đâu bạn ơi? Ây à, muốn xuống đồi á? Ây à,
Bom keo nhiều đấy. Dữ dội đấy. Này thì shotgun này. Yeah. Ok. Như vậy là thử thách ngày hôm nay lại tiếp tục được hoàn thành rồi. Nếu như mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là có thử thách gì muốn mình thực hiện thì cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.